khi anh nhắm mắt nghĩ lại ngày xưa ấy, mọi thứ nơi đây như đang có em lúc này. Anh cứ ngỡ rằng mình còn yêu nhau, rằng mình còn bên nhau như ngày đầu. Khi xưa trẻ thơ ta vẫn hay mộng mơ.
dài lâu. Anh đã nghĩ rằng ta thật đậm sâu, nhưng có nói trước được điều chi khi mà em ra đi. Anh chẳng biết lý do gì. Anh nhớ em, anh nhớ rất nhiều. Làm sao anh nói hết những gì còn trong trái tim của anh lúc này. Em có hay anh muốn quay lại như ngày đầu tiên ấy? Nhưng bây giờ em đã xa ta xa chốn này, chỉ biết nói rằng anh nhớ em. Nhìn anh rất giống với ông chủ cũ của tòa lâu đài. Đây là bức ảnh của ông chủ đầu tiên của tòa lâu đài này và người yêu của ông ấy. Ông ấy là một người rất mê chụp ảnh. Thế nhưng mà trận hỏa hoạn năm 1920 đã thiêu rụi một nửa lâu đài này và toàn bộ số hình đó. Bức hình này đã bị cháy làm hai mảnh, xém chút nữa là nó đã bị cháy mất. Nhưng mà ông ấy đã liều mình cứu nó. Sau trận hỏa hoạn đó thì họ đã tìm thấy bức ảnh ở trong túi áo của ông ấy. Sau này thì có một người hầu đã lén đem bức ảnh đó bán ra ngoài cho một thương gia, và nó đã bị thất lạc từ lúc đó. Đây là phần mộ của người yêu của ông chủ. Chỉ cứu cô ấy nên ông chủ đã hy sinh trong đám cháy đó. Khi mà cô ấy tỉnh dậy thì biết tin ông chủ đã qua đời, cô ấy đã nhìn tấm hình của ông chủ và khóc rất nhiều. Không lâu sau đó thì cô ấy cũng đã trở bệnh nặng mà qua đời. Đôi mắt này mở ra mới thấy mọi thứ nơi đây không giống như anh nghĩ lúc này. Em đã mãi chỉ là một giấc mơ mà khi xưa trẻ thơ ta vẫn hay mộng mơ. Anh đã nghĩ thật dài lâu, anh đã nghĩ rằng ta thật đậm sâu, nhưng có nói trước được điều chi khi mà em ra đi. Anh chẳng biết lý do gì. Anh nhớ em, anh nhớ rất nhiều. Làm sao anh nói hết những gì còn trong trái tim của anh lúc này. Em có hay anh muốn quay lại như ngày đầu tiên ấy? Anh ơi, tôi muốn gặp bác chủ tiệm đồ cổ này. Bác nào? Ở đây tôi mới là chủ tiệm đồ cổ. Thực ra có một cô gái ở trong bức hình này, nhưng không hiểu sao bây giờ lại biến mất. Tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về bức ảnh này. Tiệm của chúng tôi không có bán bức ảnh này. Không có bán bức ảnh này hả? Làm sao anh nói hết những gì còn trong trái tim của anh lúc này. Em có hay anh muốn quay lại như ngày đầu tiên ấy? Nhưng bây giờ em đã xa ta xa chốn này, chỉ biết nói rằng anh nhớ em.